Vì Bác Hồ có nói câu này, thắng lợi khi Điện Biên thì lớn lắm. Nhưng tôi nói cho các chú nhớ như thế này nhé, Mỹ nó bỏ ra 80% cho cái chiến tranh của Pháp. Mà dân Pháp thì nó có một câu rất hay, sơ chi phe, gu vẹ, tức đứa nào trả tia thì nó là chủ. Chúng ta phải chuẩn bị một cuộc chiến tranh với Mỹ. Ngay từ cái khi mà mới thắng lợi Điện Biên, tại sao tôi chọn cái nhà một vị thế này? Chơi thân với ảnh và tôi thấy cậu này có những cái cá tính hay lắm. Lúc bây giờ ở Đương làm phiên dịch cho Mỹ, mày mà đi làm thế này nó chỉ cho mày đại tá hay chuẩn tướng thôi, bao giờ mày phải thành trở thành bạn của nó ta thì mày mới có thể lấy được những tài liệu lớn. Thế cho nên tôi quyết là chọn cho cậu là cái người thật là đảm bảo, và tôi quyết tâm là đưa nó đi Mỹ học. Mà về sau ấy, nó bảo rằng chưa ai là nói với em rằng sang đấy mà học cái văn hóa của Mỹ.